chuyện truyền thanh. Câu chuyện truyền thanh. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng phát hiện nhiều tổ chức lừa đảo xuất khẩu lao động đi nước ngoài với chi phí thấp, thủ tục nhanh gọn, lương lại cao. Từ những kiểu mồi chài hấp dẫn đó đã lôi kéo nhiều người đến với đường dây lừa đảo qua môi giới có hệ thống, chiêu dụ những người dân quê có nhu cầu, nên không ít người lâm vào cảnh nợ nần, đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện truyền thanh Tự lực cánh sinh của tác giả Hoàng Kim, để cân nhắc thật kỹ việc xuất khẩu lao động hầu tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra. Nội dung câu chuyện như thế nào? Chúng ta cùng nghe qua phần tham gia thể hiện của Kim Liên trong vai bà Mùi, Ngọc Loan trong vai Đậm, con gái bà Mùi, Minh Sơn trong vai Quy, Quốc Sĩ trong vai ông Tư, cha của Quy, Hồ Trãi trong vai Hổ, Minh Hiển đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Tại quán cà phê đầu xóm, Quy đang chờ anh Hổ. Người giúp Quy đi xuất khẩu lao động với tâm thế vừa mừng vừa lo khi ngài đi theo giới hẹn đã gần kề. Quy, đợi anh có lâu không? Anh đang có khách nên tới trễ một chút. Sao rồi? Em sắp xếp xong chưa? Đầu tuần này á là mình tập trung đó. Anh Hổ ơi, sao em hỏi mấy người quen á, họ nói không có biết công ty này. Em lên mạng kiếm thử á, thì chỉ thấy mấy cái hình chụp trụ sở công ty, địa chỉ cũng không rõ ràng nữa, không thấy hình ảnh hoạt động á như mấy công ty xuất khẩu lao động khác. Tại người ta không phô trương vì sợ đóng thuế nặng, rồi tiền quảng cáo cũng nhiều nữa, nên họ tiết kiệm chi phí đó em. Tiền đóng phí á thì ba em lo đủ rồi, nhưng đường đi nước bước á em không có rành, và anh giúp em nghe. Khỏi lo, còn mấy chục người tại xã mình đi một lượt với em, anh cũng hỗ trợ cho họ nữa mà, em lo gì. Dạ, anh biết rồi đó, quê mình còn khó khăn lắm, nên mọi người mới chọn cách tha hương cầu thực. Chứ nào giờ chỉ quanh quẩn ruộng nương, cực chẳng đã mới phải đi chai mượn tiền mà xuất ngoại đó anh. Anh biết chứ, nên khi tìm được công ty này á, anh liền thông báo cho bà con. Chi phí ít, thủ tục nhanh gọn, khỏi phải đi học tiếng nước ngoài. Rồi thi cử, phỏng vấn, rớt lên rớt xuống. Chi bằng á, mình đóng tiền trọn gói, họ lo cho mình từ A đến Z, khỏi phiền phức, em yên tâm đi. Cho em hỏi thêm á, là khi tới Hàn Quốc rồi, họ có đưa mình tới chỗ làm việc, rồi có lo nơi ăn chúng ở đầy đủ không? Hay là mình phải tự lo anh? Họ lo hết chứ. Em coi trong hợp đồng lại đi. Lương trung bình á, trên 20 triệu một tháng. Bao ăn, bao ở, bảo hiểm y tế nữa nè. Nếu hết hợp đồng mà người lao động không vi phạm kỷ luật, họ sẽ ký tiếp hợp đồng, mà mình khỏi phải đóng thêm khoản tiền nào hết. Nghe anh nói vậy á, thì em bớt lo. Chứ không thành công á mà nhà em mang nợ á thì chắc chết luôn đó. Em thấy sớm trên người ta lên nhà tường hết rồi đó. Hơn 70% hộ đi xuất khẩu lao động nhiều năm nay. Sắp tới sớm mình cũng vậy đó. Alo, cô Muội hả? Con bên chỗ thằng Quy, chút xíu con qua tới. Dạ, dạ. Nè Quy, em photo thêm mấy bản hồ sơ cho anh để anh lưu nha. Giờ anh qua bên cô Mùi hướng dẫn cho con Đậm nữa. Anh đi nha. Dạ. Cô Mùi và Đậm đợi Hổ tại nhà. Cũng như Quy, Đậm cũng lo lắng chuyến đi này. Nhưng để giải quyết số nợ lớn lúc cha bệnh và có tiền để chuộc lại miếng đất, nên buộc lòng Đậm phải đi tìm cơ hội. Con tới rồi cô Mùi ơi. Cô làm theo lời con dặn, đã lo đầy đủ thủ tục. Nè, con cầm đi. Nghe nói gần ngày đi rồi phải không con? Con giỏi quá à. Nhờ quen lớn mà giấy tờ mau lẹ, lại dễ dàng nữa. Cô cảm ơn con nhiều lắm nghe. Nếu công ty người ta làm đúng như thông báo, thì 3 năm nữa nhà cô sẽ trả hết nợ. Con Đậm cũng có việc làm ổn định nữa. Cô có theo ông theo bà cũng yên tâm rồi con. Dạ. Đây là công việc của con mà cô. Con giúp được hơn 30 người ở xóm mình rồi đó. Ai cũng nói cảm ơn. Chắc con sách nặng tay luôn á cô. Hôm qua em nghe trên đài nói, ở tỉnh nào đó người ta bị gạt tiền đi xuất khẩu lao động nhiều lắm. Em cũng hơi sợ anh Hổ ơi. Lỡ họ làm vậy với em á,
thì có nước á, em đi vô chùa quá à. Em nói việc báo đài đưa tin như vậy là có nhiều nhóm tự tổ chức tuyển người rồi thu tiền xong lại bỏ trốn. Tụi đó đi tù hết rồi em ơi, luật pháp đâu có tha thứ cho những kẻ lường gạt như vậy. Em bỏ má lại một mình, em không an tâm chút nào hết á, ngặt số nợ lớn quá, làm ruộng á biết chừng nào mới trả hết. Em phải bấm bụng mà đi thôi anh. Giờ internet ở đâu cũng có, mỗi ngày em gọi cho cô Mùi một lần, có phải như hồi xưa thông tin liên lạc khó khăn đâu mà lo. Cô ơi, bữa nay cô đưa thêm cho con đủ số luôn nha cô, chỉ còn mỗi mình cô là xong tất cả. Cô chạy tiền lo cho con Đậm đi á, giống như chạy tiền thuốc cho ba nó hồi đó vậy, đâu ai để sẵn cho mình. Con biết cái cảnh nhà không có lúa dễ gì mượn được gạo. Ráng một thời gian á, mọi việc sẽ đổi khác thôi cô. Chừng một năm sau á, sẽ trả hết nợ. Hai năm sau, Đậm gửi tiền về cho cô cất nhà mới, chuộc lại đất đai. Lúc đó cô vui vẻ hưởng tuổi già rồi. À, con ở lại ăn cơm với cô ha. Cô lo cho con Đậm tương đối ổn rồi, nên cô mừng quá, nấu mâm cơm tạ lễ ông bà. Dạ, cảm ơn cô. Con phải đi kiểm tra lại hết số anh em đi chuyến này coi có ai trục trặc gì để còn tháo gỡ cho kịp. Vậy con đi nghe cô, anh đi nghe Đậm. Dạ, ngày lên máy bay, anh Hổ đưa anh em tụi em tới sân bay luôn nghe. Rồi rồi, anh lo mà, em yên tâm đi. Ngày hẹn đã đến, mọi người tập trung tại nơi Hổ bố trí, xe đưa mọi người đến sân bay. Trên tay mọi người đều cầm sẵn vé và hộ chiếu, nhưng chờ mãi chẳng thấy người của công ty xuất hiện. Hổ sốt ruột gọi điện thì không liên lạc được. Nhìn gương mặt thất thần của Hổ, cả đoàn hoang mang. Ông Tư, cha của Quy, mang vé và hộ chiếu của Quy đến hỏi người phụ trách sân bay. Sau khi làm các thao tác kiểm tra thì phát hiện vé máy bay và hộ chiếu đều giả. Mặt Hổ tái nhợt. Việc này là sao Hổ? Mày nói chắc ăn lắm mà. Mấy chục con người ta bị mày hại chết rồi Hổ ơi. Chú Tư, chú bình tĩnh đã. Chắc có trục trặc gì đây nè, để còn cố gắng tìm họ. Bà con yên tâm chờ tôi một chút. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Trời ơi, sao vậy nè? Giờ tính sao anh Hổ? Không lẽ mình đứng đây hoài làm sao? Anh nhìn kìa, càng ngày những người hiếu kỳ á, càng dây quanh mình kìa. Hay là mình trở ra ngoài tìm cách liên lạc với họ đi anh. Anh còn số điện thoại nào của họ nữa không anh Hổ? Đi lỡ chỗ trống đằng kia rồi tính. Bây giờ hỏi nó cũng như không hà. Nó gần như chết đứng rồi kìa. Bà con mình để đồ đạc tập trung một chỗ đi. Tôi với thằng Hổ đi báo công an. Chắc chắn là mình bị lừa rồi. Anh Hổ ơi, việc này phải tìm tới công an chỗ địa bàn của công ty đó. Chứ báo công an sân bay, người ta đâu có nắm được. Ở đây người ta chỉ lo bảo vệ an ninh thôi. Trời ơi, nợ nần đăng đăng, giờ còn thêm bị lừa nữa. Làm sao sống nổi đây trời? Ác chi mà ác dữ vậy chứ? Má bình tĩnh đi má. Để anh Hổ với bác Tư đi hỏi người ta, coi có cách nào mình bắt họ trả lại tiền không? Dễ gì chị ơi, nộp vô thì dễ, chứ họ đã lừa rồi, làm sao lấy lại được? Nhưng còn luật pháp, không lẽ để yên cho bọn này hại người nghèo mãi sao? Cũng tại anh Hổ, anh chị em đây là nông dân có biết gì đâu. Anh nói chỗ quen biết, người ta làm ăn đàng hoàng, họ trả lương cho ảnh hậu hỷ lắm, nên ảnh đâu có nghi ngờ gì, bởi ảnh có mất gì đâu. Có khi nào anh Hổ đồng lõa không ta? Không đâu, nếu đồng lõa thì ảnh trốn mất, chứ đâu đứng đây mặt mày xanh lét như vậy chứ. Đây là bài học đau thương, không chỉ cho mình mà còn cả cho anh Hổ nữa. Rồi đây, anh sẽ bị dạ lây khi pháp luật lôi cổ mấy thằng lừa đảo này nè. Chừng nào lôi cổ hẳn hay, còn bây giờ cô sắp xỉu rồi đây nè. Trời ơi, tiền đâu trả lại cho người ta đây trời. Má ơi, lỡ rồi á, má có khóc lóc cũng đâu được gì đâu. Cô bác xung quanh cùng chung xui rủi, chứ đâu riêng nhà mình. Đợi bác Tư với anh Hổ trở lại xem sao nha má. Con biết á, hầu hết bà con mình đi xuất khẩu lao động, ai cũng phải chạy dại kiếm tiền nộp phí. Nếu trong nhà có sẵn bạc trăm triệu á, thì đâu có ai đi làm mướn làm thuê chi cho cực cái thân. Họ biết mình nghèo á, mà còn lừa đảo,
Thiệt là ác quá mà. Nếu họ biết nghĩ thì đâu nỡ hại mình. Nghĩ cũng lạ, nhiều người làm lụng dứt giả, có tiền dù ít dù nhiều cũng đi bố thí, chia sẻ với người khốn khổ, nhưng lại có kẻ chẳng những không giúp mà còn tìm cách hại người ta. Thiệt không hiểu nổi mà. Ba con á cũng đi vay mượn hơn 100 triệu á để đóng phí cho họ đó cô Mùi. Giờ mất hết rồi, chắc ba con rầu lắm. Kìa, anh Hổ với bác Tư trở lại. Có được gì không bác Tư? Đưa cái địa chỉ này cho người ta xem. Họ bảo chỗ này xa lắm. Rồi họ gọi điện thoại hỏi giùm những người ở gần đó. Người ta nói công ty này núp bóng một đơn vị khác để lừa đảo. Bị công an tóm một số, còn một số thì bỏ trốn, đang truy nã. Hèn chi, anh Hổ đâu có liên lạc được. Rồi giờ tính sao bác Tư? Bác có bàn với thằng Hổ. Nó phải đưa bà con về tận nhà, chi phí nó lo. Còn chuyện kiện tụng á thì phải có đơn từ chứng cứ. Việc đó tính sao? Bây giờ, Hổ, con thông báo với bà con mình đi. Thưa bà con, trước hết con xin cô bác tha lỗi. Do con thiếu kiểm tra, đặt niềm tin quá lớn vào người quen của mình, nên vô tình liên lụy đến bà con. Con cũng là nạn nhân như bà con cô bác vậy. Con hứa sẽ làm hết sức mình để đòi lại tiền cho bà con. Vậy mà lo mần để trả nợ, chứ làm sao đòi được mà đòi. Mình không thể trực tiếp đòi nó, nhưng mà nhà nước sẽ xử lý, buộc nó phải trả lại cho dân. Lúc đó may ra mình lấy lại được phần nào. Bản thân người nghèo cũng muốn bao chóng được đổi đời. Mong muốn này cũng chính đáng thôi, nhưng vì chúng ta thiếu thông tin chính xác, thiếu kiểm định từ nhiều phía, nên rốt cuộc tiền mất mà nợ vẫn còn nguyên. Bao nhiêu háo hức của em á, giờ rơi mất hết rồi. Phải chi em đừng bị tác động theo hiệu ứng số đông á, thì đâu đến nổi. Có hơn 100 triệu trong tay, em sẽ dùng nó để tạo ra công việc gì đó, sinh lời tại quê mình, khỏi phải đi đâu cho người ta lừa mình. Càng nghĩ càng thấy cay đắng. Khắp nơi rất nhiều bạn trẻ bắt đầu tương lai của mình bằng hai từ khởi nghiệp. Có khi chỉ bằng việc chăn nuôi gia đình, làm dịch vụ phổ thông, kinh doanh nông hải sản của địa phương do đoàn thanh niên phát động và hỗ trợ vốn đã thành công. Còn mình thì... Em cũng có nghe, có biết, nhưng không tự tin. Cứ nghĩ vào công xưởng làm việc á thì mình khỏi lo lỗ lã gì hết. Phải chi em biết dựa vào sức mình thì... Khi trở về nhà, chị em mình tính lại Quy ơi. Biết đâu á trong cái rủi có cái may thì sao? Hãy quay lại với con đường tự lực cánh sinh thôi. Nãy giờ nghe hai em nói á, anh cũng có suy nghĩ. Sao hồi đó mình không đi theo hướng này? Ham hố làm chi cái nghề môi giới để giờ đây xấu hổ với bà con. Trước đây á anh có nghề sửa xe Honda đó. Thu nhập cũng tốt á, sao anh nghĩ chi vậy? Làm có tiền mà cực quá em ơi. Thấy người bạn mở công ty tuyển dụng lao động trả lương cao, anh dẹp tiệm xe, đi làm cho họ. Mới được mấy tháng mà ê chề như thế này. Biết đâu còn phải trình diện công an, phục vụ điều tra dài dài nữa. Thôi, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Giờ mình trở về nhà, lo làm trả nợ. Chuyện kiện tụng giao cho thằng Hổ chứ biết làm sao. Tôi cũng nghĩ như anh vậy. Buồn cũng đâu giải quyết được gì mọi người ơi. Dạ, kể từ ngày mai á, mấy anh em con ngồi lại, biết đâu tụi con chọn được giải pháp mới, sẽ có tương lai. Phải đứng trên đôi chân của mình thôi. Và ủng hộ ý kiến thằng Quy. Bác sẽ ủng hộ các con. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện truyền thanh Tự lực cánh sinh của tác giả Hoàng Kim mà quý vị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện xin nói lời chia tay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân mến, chào tạm biệt.